Mà xin chào lại các anh chị em diễn đàn. Hồi nãy giờ nói cái vấn đề trưng cầu dân ý thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là anh Văn đã nói rồi, phải có cái sự kiện như chúng ta Việt Nam mình đã từng trưng cầu dân ý, ví dụ như sửa đổi hiến pháp chẳng hạn, đúng không? Chúng ta đã từng làm. Nhưng mà đối với cái đám chống cộng này, nó nhận thức của em đã từng nói rất nhiều, có nghĩa là nhận thức của một đứa trẻ. Cho nên nó nghĩ cái việc trưng cầu dân ý thì giống như là thò tay vô vô túi lấy một cái món đồ. Nghĩ đơn giản lắm. Các vị biết một đất nước 90 mấy triệu dân, bây giờ trưng cầu dân ý thì tất cả mọi cái hoạt động xã hội đều phải tạm ngưng, đúng không ạ? Để đi đi trưng cầu dân ý thì phải đi giống như là chúng ta có cái hình thức chúng đi bỏ phiếu rồi đó. Các vị nghĩ coi. Rồi ví dụ như cái trưng cầu dân ý đó được thực hiện như yêu cầu của quý vị, rồi quý vị với lại một cái nhóm khác người ta không đồng ý với cái điều cái trưng cầu dân ý đó, người ta lại đòi trưng cầu dân ý lại, thì không lẽ cái nước Việt Nam này suốt ngày ăn cái trưng cầu dân ý hả? Phải làm theo cái ý của cái người đòi hỏi, không bao giờ có chuyện đó. Các vị nên nhớ, các vị già đầu hết rồi, đừng có để sống trong cái vỏ bọc của một cái đứa trẻ mà sống trong cái vỏ bọc của một cái người già, nó khó coi lắm. Không có đơn, không có chẳng có nước nào mà hở cái trưng cầu dân ý. Các bạn hiểu điều đó. Hồi nãy Có anh Phát có chia để sẻ. xin phép anh em nói câu là có thằng có con vẹn nào lên đây tranh luận cái nào bên dưới cào nhiều quá. Không dám lên, Dám bây giờ lên ông lên bà nhá, ha. bất kỳ một cái bạn nào á mà ở bên phía đối lập lên, tôi sẽ tranh luận một một, tức là tôi sẽ đưa một số bạn xuống, ai tranh luận là tôi loại người lên, chứ không không Ok. không có sợ là mà một người mà tranh luận 4 5 người. Đúng rồi, nó đâu có Diễn dễ đàn đâu, cờ đỏ nó không từ từ chơi nhiều mà. diễn diễn đàn cờ đỏ không chơi nốc nhá, diễn đàn cờ đỏ là không chơi nốc, chơi sòng phẳng. Không Con vẹn xúc nào phạm lên lên đến lãnh đạo và Hồ Chủ tịch là lốc đấy. không, ý là phải Em nói bạn chuyện lịch sự chứ, tranh luận trên trên ngôn từ lịch sự chứ chứ đâu phải là chửi đâu. Chửi thì nốc là đúng rồi. em xin chia sẻ thêm cái vấn đề lúc này. Hồi nãy Tấn Phát có nói đó, có nghĩa là cái việc mà bầu cử á, những cái phe mà đối lập á, thì các bạn thấy không, cái những năm qua thì cái chiêu bài của các cái thế lực thù địch á, thì nó có ngoài mấy cái gì dân chủ, nhân quyền, đa nguyên đa đảng, đúng không? Cái việc mà đa nguyên đa đảng á, là nó cũng nằm trong cái chuỗi, nó là một cái mắt xích rất quan trọng để lật đổ một chế độ. Ví dụ như bây giờ nếu đòi hỏi ở Việt Nam được đa nguyên đa đảng, là có nghĩa là nó sẽ thành lập được một đảng khác đối lập với đảng cộng sản, thì đương nhiên sau đó sẽ là tiến hành bầu cử, đúng không ạ? Thì cái việc bầu cử thì do nhân dân tự chọn, nhưng mà khi mà cái đảng đối lập nó đưa lên nếu thất bại thì bắt đầu chơi cái trò gian lận, đảng kia thắng do gian lận, bắt đầu kêu gọi biểu tình gây sức ép cho chính quyền đó. Ukraine là một ví dụ điển hình, quảng trường Maidan đó, bao nhiêu năm trời biểu tình gây sức ép đòi chính quyền phải từ chức. Các vị thấy mà ở đây biểu tình không phải là xuất phát, nó bộc phát, mà biểu tình đây người ta gọi là công nghệ biểu tình, có nghĩa là anh đi biểu tình anh có tiền, anh được ăn được uống được có lều trại ngủ nghỉ kéo dài hàng tháng, vài tháng trời, chừng nào mà cái chính phủ đó phải chịu thua người biểu tình mới thôi. Có nghĩa là cái này chúng ta gọi là công nghệ biểu tình, hoặc nói nôm na là nó là một cái nghề luôn, đi biểu tình. Nó những cái nước đó nó như vậy đó, để đạt được cái mục đích chính trị. Và các vị thấy những cái kẻ biểu tình đó nó đại diện cho bao nhiêu phần trăm dân số? Rất ít. Ví dụ như Việt Nam mình 97 triệu dân, nhưng mà bây giờ nó kéo ra Hà Nội khoảng vài trăm ngàn hoặc tới 1 triệu dân thôi, là sức ép khủng khiếp. Ví dụ vậy, nó đâu có đại diện cho đa số người dân đâu, nhưng mà nó vẫn có thể lật đổ được chính quyền. Các vị thấy Ukraine là một điển hình. Cái quảng trường Maidan nó đâu có rộng đâu, chừng triệu người là hết chỗ rồi đó, vẫn lật đổ được cái đất nước Ukraine. Và bây giờ thì sao? Nồi da sáo thịt.
nó lật đổ được rồi nó có khá hơn không? Rồi chúng ta nhìn mới đây thì Syri, Libya, Iraq đó, nó có giàu có hơn, nó tự do dân chủ hơn trước lúc lật đổ chính quyền không? Các vị nhìn đi, chống con mắt ra mà nhìn đi, các vị chống cộng đó, các vị muốn đất nước các vị từng sinh ra, mồ mả tổ tiên các vị bị dày xéo, thì các vị làm đi. Các vị còn ở đây, còn người thân, còn bè bạn, ít nhất các vị còn mồ mả tổ tiên ông bà các vị ở đây. Nếu cái đất nước này nó như Libya, Syria, Iraq thì các vị mong muốn điều đó không? Hay là chỉ vì các vị thù cộng sản và các vị bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp cái đạo đức con người, các vị toàn là những cái kẻ già đầu, nhưng mà các vị không đủ trí khôn. Các vị nào muốn tranh luận thì cứ lên đây, chúng tôi mời nha. Còn ở dưới cào phím thì không ăn thua đâu, còn lâu mới lật được cộng sản. Chưa có cái chế độ nào mà lật đổ bằng bằng cái cào phím hay là dùng mõm. Bây giờ đủ tài đủ sức. Xin lỗi Nam Phong, mình nói tiếp cái chuyện mà Nam Phong nói chuyện biểu tình ấy. Một cái âm mưu nữa mà cái bọn, tức là cái thế lực thù địch ở nước ngoài, mình nói thế lực thù địch nước ngoài, chúng nó luôn luôn kích động những người dân xuống đường biểu tình. Các bạn thấy cái cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 và ngày 17 tháng 6 đúng không? Thì các bạn sẽ biết, tức là bọn nó đã chuẩn bị những cái bom xăng, những cái quả nổ. Các bạn biết chúng nó làm gì không? Khi cái đoàn biểu tình mà đi chẳng hạn thì tự chúng nó ném bom xăng và ném cái quả nổ vào đấy để làm cho những người biểu tình bị thương, bị chết. Đấy, và sau đó chúng ta bảo là có nhiều cộng sản đàn áp này khác để cho nước ngoài đặt điểm vào. Đó là cái âm mưu của chúng nó. Cho nên các bạn biết những cái cuộc biểu tình đó, công an thành phố Hồ Chí Minh và công an ở các tỉnh đã bắt được bao nhiêu những kẻ coi như là đã chứa những bom, những quả bom xăng và những cái quả nổ đó rồi. Các bạn nghĩ biết đó là những âm mưu cực kỳ thâm độc của chúng nó. Chúng nó coi những người đi biểu tình đi theo chúng nó là những cái công cụ của chúng nó thôi để thực hiện cái mưu đồ của cái thế lực thù địch và của bọn ma que và cái thế lực thù địch bên ngoài. Nhưng mà anh biết là sao mà những các nước kia, cái bọn mà gọi là TA, những cái bọn thế lực thù địch đó, nó thành công, mà đối với riêng với Việt Nam mà bọn nó không thành công, tại vì những cái đó là người cộng sản họ quá rành, họ quá hiểu. Việt Nam này quá khôn khéo, nói chung là chúng ta quá khôn khéo rồi, không thể mắc mưu tụi nó được, cho nên là tụi nó thất bại hết lần này tới lần khác. Đâu phải mới đây đâu, nửa thế kỷ này rồi, gần nửa thế kỷ rồi, từ khi chúng ta giành độc lập tới giờ là luôn luôn chống phá, chứ không phải là mới đây. Nhưng mà đều thất bại bằng rất nhiều hình thức. Nó có chiến lược mà. Chống phá bằng chiến lược chứ không phải là cái việc mà phát sinh đơn thuần giống như là tích rồi này. Nó là cái chiến lược lâu dài. Nhưng mà cuối cùng đến giờ vẫn không làm gì được cộng sản. Cho nên là cũng cay cú lắm, tức lắm. Thì tất biết làm đúng gì không? Giờ nhờ cái Facebook này lên mà ẵn cho đỡ thôi, chứ bây giờ biết làm đúng gì rồi. Vậy mà cái nhục của mấy bác sĩ quan Việt Nam Hòa, mấy bác mà chống cộng ngu chỗ này nè, đã làm tay sai cho nó rồi, nó bỏ rơi rồi, sau này nó rước qua, tưởng đâu nó rước qua, thí dụ nó cho sĩ làm là thiếu tá quận tá, là nó cắt cho một miếng đất nào để cho nó thành lập một đất nước Việt Nam ba que, để đâu có đâu, nó rước qua để nó làm ưu sinh cho nó, làm đi đổ nát đi cắt cỏ. Cái tư tưởng nô lệ của chúng nó anh ạ. Em thấy là bây giờ ví dụ mà không biết là F0 nhường cho F1 thì F1 nhường F2, mấy thằng mà có tư tưởng đối lập, con có tư tưởng nô lệ không? Nhưng bây giờ nước Việt Nam tự chủ này, độc lập này, người Việt Nam quyết định cái vận mệnh của đất nước Việt Nam. Là bây giờ rồi chúng mày lại bảo là coi như là Việt Nam làm nô lệ cho Trung Quốc rồi đánh coi như Mỹ. Hôm nay thì có coi tin tức á, nói là có một cái ông đại nghị sĩ nào bên Texas á, mấy ổng nói là bây giờ trưng cầu dân ý và đòi tách khỏi nước Mỹ á, thì em hy vọng là mấy bác cờ vàng bên đó dũng cảm bước ra ngoài đường trưng cầu dân ý, thành lập cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa đệ tam đệ tứ đi, được mà. Bên Texas nó đang hì hục, nó đang xây dựng quốc gia mới rồi, thì mấy anh ngồi đó thì mấy anh ra ngoài đường, mấy anh biểu tình đi, mấy anh tự thành lập rồi, cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa đi đó, xuôi dài tấm bác đi. Dạ, xuôi dài à Mỹ. Tại tụi nó khoái có nước thì em chỉ cho biết cách rồi, có nước. Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà anh nói nè,
người ta có cái vai trò có tiếng nói nước Mỹ, còn cái đám mà ăn nhờ ở đậu mà nói kiểu đó là nó hốt ra Biển Đông nó đổ cho cá mập ăn hết á. Ở đó chú dạy. Em nói nước Mỹ nó còn có một chút nhân văn vậy nè. À, ít ra thì nó cũng còn rước qua đó làm ô sin như anh Phú Nguyễn nói, chứ gặp như hồi xưa mà Tào Tháo nha, mà mấy cái thằng mà phản chủ á, mà theo nó là được việc xong là nó giết, làm xong là nó giết. Tào Tháo á, Mỹ nó còn nhân văn chút, qua đó làm ô sin. Không có nhân văn đâu, thằng Mỹ đâu có nhân văn đâu. Tại cái thời cái đó mà, là nó giải phóng con người cho em nói là so với Tào Tháo thì nó vẫn hơn chút xíu mà, chứ còn cái đó là cái tình thế thằng Mỹ bắt buộc phải tiếp nhận đó. Thằng Mỹ bắt buộc phải tiếp nhận nhá. Anh xem lại cái giai đoạn đó, thằng Mỹ là dưới áp lực là phải bắt buộc phải tiếp nhận. Thế giới người ta nhìn vô đấy, nước Mỹ thì nó phải vậy thôi. Không để mình phân tích. Mình nói cho vui nói cho hẳn. Thằng Mỹ là nó mới chơi cao siêu hơn Tào Tháo. Là vì thằng Mỹ nó có đầu óc văn minh hơn, là nó muốn cho mấy bác Cộng Hòa chết trong một cái nhục nhã. Chết một cái kia là trong cái nhục nhã, một cái sự thê thảm nhất. Có nghĩa là Mỹ nói là tao nuôi tụi bay, tao đổ tiền biết bao nhiêu cho tụi bay mà tụi bay không làm được việc. Mà ngày hôm nay mày thấy là cộng sản không, mà tụi bay bảo rằng là nó là một quân đội là dở nhất, là chế độ nó dễ nhất, mà ngày hôm nay nó làm nên một dân tộc nó như thế nào. Để cho tụi bay thấy được rằng là tao để cho tụi bay sống, để tụi bay mang một cái nhục thiên thu, mà khi mà tụi bay nhắm mắt, tụi bay không có nhắm mắt được. À, cái chết và không có một quê hương để mà chôn cái mảnh xương của cái bọn bay, là vì cái bọn bay là cái bọn nô lệ đây sai cho tao, tao để cho tụi mày sống để nhìn một cái nhục này, cái nhục truyền kiếp. Đấy là cái thâm độc của chính quyền Mỹ là nó như vậy, chứ không phải là nhân văn đâu. Đó là cái nhục đau đớn lắm, khổ lắm, đau đớn lắm. Út Độ nói là công cái gì ta, công căm thù cộng sản không bao giờ quên. Kéo quân về đây. Việt Nam đặt đổ đi con. Việt Nam đặt đổ đi. Về Việt Nam đặt đổ đi. Còn không thì đăng lính Mỹ đi, vô lính Mỹ đó, tham gia quân đội Mỹ. Mai mốt cũng có mấy tướng làng quèn người Việt làm trong quân đội Mỹ đó anh. Mà có làm gì trò trống gì được đâu mà. Còn một cái chế độ mà một cái chế độ mà có thể so sánh như là một người mà thở bằng mũi của thằng khác ấy. Nó rút ống thở vài hôm cái ngót 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 phát vài hôm chết luôn, mà còn cứ lúc nào cũng mơ tưởng mẹ. Bây giờ mũi của mình thở mũi thở bằng mũi thằng khác, nó rút phát là mấy hôm cái là ngấp ngoài là chết luôn, vẫn còn mơ tưởng, vẫn còn đề cao, không hiểu mấy bố. Mình thì nghĩ tụi nó giống như là một cái đứa trẻ đang bú, khi rút bình ra là chết rồi, đâu không có sữa nữa là chết, đâu biết kiếm ăn đâu. Mũi mình thở mà năm lúc còn ngạt ngạt còn mệt, thấy mẹ thở bằng mũi thằng khác mà cứ tự hào. Mấy ngày nay em không biết là cái tình hình Ngô Kỷ sao rồi anh, hình như nghe nói là chết rồi phải không anh? Không, chưa chết. Nói chung là không phải ai bị cũng chết đâu, không phải đâu, cũng có người khỏe mà. Thì cũng hy vọng ông khỏe để ông tiếp tục chống cộng cho vui, có gì đâu. Ảnh hưởng gì đâu mà không chống mấy chục năm này cộng sản rớt cộng đồng là đâu mà lo. Ngô Kỷ như vậy thôi, lâu lâu có hài không mấy cái đây, không hài mình cảm nhận không thấy ai ghét, không thấy ai chấp, mà cứ mong nó mới khỏe. Người gì đâu, người cờ đỏ chứ đâu, kỳ thế, ác thế nhỉ, ác lắm. Như là cái Chí Tài cũng vậy đó mà, Chí Tài là người người ta muốn chết cũng không muốn cho người ta chết, cầu cho người ta sống. Ta làm thì ông mất thì ở đất nước người ta cũng tiếc thương, thấy không, thấy cái cảnh người ta tới người ta rất là đông, nhưng mà cái đám bên hải ngoại nó cười hô hố bất cứ ai chơi. Do với ông Chí Tài về thành vào Việt Nam thành công, cộng sản là tụi nó đều ghét. Chí Tài về Việt Nam thành công nó ghen ghét, kể cả tổng thống của nó cầm cờ Việt Nam nó cũng ghét mà. Em thấy vậy nè, cái tụi chống cộng cực đoan này thật sự em nói thiệt nha, em thấy nó thô bỉ cực sự luôn. Đồng hương của nó chết mà nó không cảm thương thì thôi, mà nó lại mượn cái ông đó, mượn cái việc đó để nó để xúc phạm, để nó vì cái mục đích chính trị nó. Em thấy nó thô bỉ mà nó nhục kinh khủng luôn. Xuyên tạc là ông chết vì Covid, vì bữa giờ thành phố Hồ Chí Minh đang bị mà, cho nên xuyên tạc ông chết vì Covid. Giấu cộng sản, giấu dịch, cái dòng điện tới giờ có khi ở trong đó dịch.
qua có khi chúng nó bảo là thành lập cái quỹ giúp Ngô Kỷ đi, cánh chim đầu đàn của chống cộng cực ngu à, cực đoan. Thì bây giờ ông nằm viện đó mà sao thấy diễn đàn của chúng mày không thấy đứa nào kêu gọi hay nhắc gì một lần đến ông đó, rồi chẳng thằng nào nhắc đến ông đó, hay là thấy ông sắp chết hết giá trị lợi dụng rồi không ấy được là chúng mày bỏ. Rồi thông qua là chúng nó bảo ô cái chuyện của Ngô Kỷ là chuyện của Ngô Kỷ chứ việc ai người làm chết là việc của ông đấy nhá, ông ấy cũng tự no tự sống tự no. Ồ đồ thế chúng nó mất dạy thật, chúng nó hàng ngày thì em nói mình nói nước Mỹ nè, thật sự mà nói cái nước Mỹ là nó giàu có thì ai cũng công nhận rồi, hùng mạnh lắm, nhưng mà nước Mỹ có một cái bi kịch mà rất nói chung là chắc không thể thay đổi được, đó là cái thứ tự do, mà tự do nó quá chớn. Các vị thấy nó không cần đeo khẩu trang, không ai bắt buộc được nó. Mà vừa rồi tôi có đọc một cái tờ báo nếu nước Mỹ sản xuất được vaccine thì họ có cái một cái gọi là cái thăm dò dư luận á, thì gần một nửa dân Mỹ sẽ không tiêm phòng vaccine, họ không tiêm. Thì chắc có nhiều lý do, nhưng mà có thể là họ nghĩ họ khỏe, rồi có một số người thì nghĩ là tốn kém không tiêm, và nhiều lý do khác. Nhưng mà các vị thấy nếu như ở Việt Nam mà có vaccine chẳng hạn thì tôi nghĩ là tất cả đều tiêm. Khoảng 120.000 một mũi thì nó đâu có đắt đâu, nhưng mà nước Mỹ kể cả rẻ nó cũng không tiêm, gần một nửa dân số nước Mỹ. Thì các vị thấy cái việc bùng phát dịch là nó đương nhiên rồi đó. Cái bi kịch của nước Mỹ nó nằm ở cái con người dân Mỹ, không hẳn là do chính quyền. Nó không tiêm đâu có làm gì được, nó không đeo khẩu trang chịu. Như Việt Nam mình có thể phạt đó, đi ra Sài Gòn là vừa rồi phạt rồi đúng không, nhưng mà nó không đeo, tổng thống không đeo, tôi đeo làm gì. Nó tự do mà, nó tự do mà, mõm nó đeo chứ không đeo ai bắt nó đeo được đó. Tự do của nó là như vậy đó, mõm nó đeo cái thứ ai cái thứ tự do mà nó quá chớn đó. Bây giờ hồi trước dùng như nghe đâu ở bên châu Âu mà bảo nó đeo khẩu trang ra đến nơi công cộng nó còn đánh mà. Đúng rồi, hồi mới bị á là nó phân biệt ghê lắm, ai mà đeo khẩu trang nó thấy là nhất là người châu Á là nó đập. Nó bảo là phải có bệnh thì mới đeo khẩu trang, mà mày có bệnh thì mày ở nhà, tao mày không ở nhà mày đi ra ngoài đường. Cứ nghĩ là người gì ta, phương Tây, người Mỹ họ văn minh lắm. Nhưng mà qua cái dịch này mới thấy chưa biết ai văn minh hơn ai. Em nghĩ sao mà cái trụ phát sóng 5G mà gì ta, phát ra virus corona, rồi gì cái khẩu trang mà có cái miếng miếng nhôm á để kẹt mũi á, đó là nó 6 5G, nó là gì, nó theo dõi, nó hút gì á. Mỹ chứ là đâu, hay nước Mỹ đó. Ủa, mình ngạc nhiên luôn, nếu mà không có mạng xã hội mình đâu biết mấy vụ đó, không có mạng xã hội mình đâu biết bên Mỹ nhiều homeless vậy, đâu biết người Việt homeless nhiều vậy. Đâu biết thì là nó giàu, Mỹ thì nó giàu, không ai phủ nhận điều đó. Mấy hôm qua ba que trong cộng bên đó là mua nhà, cho mình một giây nè, cho mình một giây là biết tại sao các bạn biết là tại sao ở nước Mỹ riêng về cái tiểu bang Cali là bị Covid nhiều nhất không? Các bạn biết nguyên nhân tại sao không? Tại vì do cái đợt vừa rồi mà đi ủng hộ Trump á, mà mới bắt cờ vàng mang theo cái cờ mà vàng ba sọc đỏ đó. Là cái cờ đó là mây tại Trung Quốc đem qua, thì từ cái Covid đó nó dính vào lá cờ rồi, xong mấy bác nó dính vào đó qua, cầm cái lá cờ đó đi biểu tình nó mới lây lan nhiều. Là nghiêng cái là ở Cali là không, cái đây là tôi nói chuyện cái đó là mặt nước gì cho chú biết đấy. Đấy, đó là tôi nói cái chuyện là do nghiêng dân là từ những cái cờ ba que đó mây tại Trung Quốc đem qua, thì cái Covid đó đem nó dính vào cái lá cờ đó để mình nó mang qua, nó lây lan cho người dân Mỹ ở bên Cali. Là do mấy bác Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó là chúng ta phải thuyết âm mưu. Chú Phú ơi, đấy. Chú Phú chơi cái thuyết âm mưu này là ngày mai ngày mốt là mấy cái thằng chống cộng bên Đức nó tìm chú á nha. Chú làm gì chú ác lắm á, nó tìm chú, nó dò địa chỉ tìm chú á. Lá cờ ba que là mấy tại Trung Quốc không à? Lá cờ ba que là Trung Quốc. Nghèo quá em mới nhớ là lên Facebook tụi nó hay khoe anh biết không?
Đợt bữa có con nhỏ nó có cái nick Nhật Hạ, con đó cũng cũng ghê gớm lắm. Thấy nó khoe nước Mỹ giàu, khoe lum, nó khoe nhà nó. Cái nó chụp cái xe chiếc Mạc màu đen, mà cái Mạc hai đèn tròn á, cái gương chiếu hậu tròn mà cái đời năm chín mấy á. Nhưng mà nó không có chụp xa, nó chụp một cái góc thôi. Nhưng mà tại vì em làm xe thì mấy cái xe đó em nhìn biết liền à. Đó, cái xe đó ở Việt Nam này chưa tới 200 triệu. Cái xe Mạc đó đó, năm chín mấy á. Ông Ngô Kỷ nữa, ông Ngô Kỷ ông chụp một cái hình ông đứng có cái xe Mạc đó mà vẽ cái cờ vàng sọc từ từ trước mũi xe đằng sau đó. Cũng cái xe đó luôn. Xe đó nó chạy nó hao xăng mà nó nói chung là giờ không ai chạy. Nói chung Nhưng mà nó khoe, là nó thế tưởng là Việt này, Nam không biết, nó tưởng là ở thông Việt Nam cảm không biết. Việt đi, Nam giờ sai gì, cái bọn rẻ rách này nó cứ nghĩ Mạc có rằng mấy tỷ Việt không Nam, Việt Nam là cái thời bao cấp thôi chứ gì, nó đâu có biết được cái Việt à. Nam bây giờ Nó chụp là cái chiếc nó Mạc, nó nghĩ Mạc là chắc ở Việt Nam mà ít lắm không có, không ai biết đâu. Thật sự cái Mạc đời năm chín mấy các bạn, trời ơi, cái Mạc đó mà bây về Việt Nam thì nó thiệt chứ không mấy người chạy hết. Nó hao xăng nè, dục rồi đi nó mày, mà hư, nó dục đợi, mày. mỗi lần hư nó sửa, cái tiền sửa nó quá tiền xe nè, má thèm chạy. Nhưng mà khoe khoang ghê lắm, lên bắt đầu khoe nước Mỹ giàu mà, tao xe tao có xe Mạc chụp nè. Rồi game mày nói đi làm Nặng sao mày? Làm sao mày ghê. Trên Rồi đàn cờ đỏ luôn 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 chào đón vạn nên phản biện tranh luận lịch sự, còn diễn đàn của bọn vạn thì mình nên nói chuyện lịch sự, nhưng mà nó không tranh luận lại, nó cũng đá, nó cũng nốc. Bọn này đúng nó rồi, nhục lắm, nó núp lùm không à, nó không dám lên nói chuyện. tụi nó toàn nói chuyện xuyên tạc làm sao mà lại Ê, tranh luận lại. em bảo này này, hôm nay em bảo với thẻ thẻ dâu này, với thằng Ninh Xún, với thằng Thánh Gióng, em bảo là chúng mày nha, lúc nào chúng mày cũng đốc, thế đốc đốc xong để chúng mày tự sướng với nhau thì chúng mày thành đập mẹ cái group kín đi, xong là chúng mày trong đó nói chuyện với vuốt ve nhau để cho chúng mày thủ dâm tinh thần cho nó sướng đi. Chúng mày mở cái diễn đàn ra, người ta nói chuyện, người ta tranh luận trái chiều, chúng mày không dám tranh luận thì chúng mày mở ra làm cái con mẹ gì. Nói thế thằng thẻ dâu nó cay quá, nó cứ bảo là đốc 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 không, nó phá. Đúng không, anh em công nhận không, nếu mà mày không dám tranh luận trái chiều, Tụi nó thằng nào cũng vậy, hồi giờ Tân mày Thái bay đi không chuột thì cũng thấy đâu. nó lý lẽ lúc vớ nãy vẩn, nhưng mà bây giờ này lúc trái tivi ơi, ở ở ở bên cái chỗ của thằng Hoàng Nguyễn á, có một cái thằng nó hay nói vậy nè, nó nói là cái mạng của tao bây giờ tao không tiếc nữa, cái mạng của tao tao không tiếc nữa mà tao muốn cứu đất nước, mà à, tại sao cái thằng thằng đó nó thằng nói đó cái là mạng nó thằng không thằng đó tiếc là thằng Linh Nguyễn đó. mà Ông nói nó không cũng tiếc đúng mạng, rồi, nó không dám ra anh ngoài biểu mình tình. xin lỗi các bạn. Nó nói tao nói tụi mày con của tụi bộ trưởng kiếm đường định cư ở Mỹ, tụi binh ngu ngu ngồi nó sàm. Tao nói mày này, tao này là người dân này bình thường này, ở đây là anh Phú biết nhà tôi này, Nam Phong biết nhà tôi này, con tao hiện nay đang định cư tại Mỹ, tao là người nông dân bình thường, người dân bình thường. Báo cho như thế, cái con mà bộ trưởng, nhưng mà bộ trưởng ở Việt Nam giàu lắm, mà người ta sống ở Mày Việt Nam sướng hơn chứ, người ta sang Mỹ làm cái gì. Còn tao nói với thằng Văn Tứ nhá, riêng bản thân tao tao đi Mỹ lúc nào cũng được, sang ở định cư Mỹ lúc nào cũng được, nhưng mà tao không bao giờ sang. Nói mày mày biết đấy, còn tuổi trẻ người ta thích, chúng nó thích ở đâu ở, cho nên là mày là một thằng mắt dậy dậy, tao đoán cho mày không, mày chính xác 100% hiểu không? Mày nghĩ là những Mỹ là của nó một cái gì nó cao sang, nó quyền quý, nó như này như khác, cho nên mày sống ấy. Nói chung là mày mày cứ để mày cái gì lên trên đầu mày, tao nói với cái thằng Văn Tứ này, suốt đời mày ở Việt Nam mày sống nhục nhã thôi. Mày tin lời lời tao đi, hiện nay mày nếu mày ở Việt Nam nhé, mày là một cái thằng nghèo mặt rồi, tin chắc 100% như thế. à, em xin tiếp lời anh Bằng chút. Cái thằng Văn Tứ này nè, bây giờ mình nói thì Việt Nam mình bây giờ có hai cái dạng đi qua Mỹ đúng không ạ? Trước sau 1975 là cái dạng đu càng á, còn sau thời gian sau này là con cháu cộng sản, ok. Nhưng mà nó khác nhau một cái là đi Boeing hạng thương gia nha, cái đu càng khác nhau nha. Và đố mấy cái cháu chống cộng bên đó mà tìm ra con cháu cộng sản mà homeless nha, họ qua đó họ làm toàn làm sếp, làm thành lập công ty rồi làm lương cao lắm á, chứ nếu mà làm mà lương thấp là họ về Việt Nam rồi, chứ không ai homeless đâu. Còn mà coi mấy clip homeless toàn là người Tao nói mày nha, gì cái thằng Văn người Tứ Việt quốc này, nếu gia mà mày chứ ở Mỹ thì mày cũng là một cái thằng mặt dày. Tao nói thẳng lên đấy, lắm.
con cái chúng ta mẹ mày sang đấy châu Âu học, mẹ làm việc ở Mỹ, hoặc là sang Mỹ học đại học, mẹ hiện nay làm sếp ở Mỹ, chứ cái loại như mà mày nó loại mặt rồi thì cái tư tưởng của mày như thế thì tao thừa biết. Tìm qua con cháu cộng sản có ai Hamlet không, thậm chí cạo móng còn không có. Ủa mà sao nước Mỹ giàu có, tại sao con cái gia đình tổng thống Trump phải qua Trung Quốc làm ăn đó? Cũng có người Mỹ sang Việt Nam làm mà. Nhiều. Cũng có người Mỹ sang Việt Nam, Mỹ sang Việt Nam qua ở đây cả mười mấy năm mà. Kể cả con của Biden hiện nay cũng đang làm ăn với Trung Quốc. Đấy. Tại sao nói chung ở đâu họ họ làm có tiền là họ ở thôi, họ thấy cuộc sống nó thoải mái họ ở thôi. Việt nếu mà cộng sản mà tồi tệ thì làm gì có người Mỹ nào về Việt Nam, Việt Kiều làm gì có Việt Kiều nào về, đúng không? Tao nói bị đó, tự vả vô miệng các vị thôi. Anh Tư nhá, cái phố tao nói chung là nhà nào cũng một hai đứa mẹ bây giờ nó họ du học bên nước ngoài, mà có đứa nó thích thì nó ở lại, mà đứa nào không thích nó về. Tại cái dân Việt Nam mình đâu có chuyện như chúng mày ấy. Mày thấy là bây giờ cái miệng tụi nó thì nó minh văn mở miệng. Tao nói nhá, những người đi Mỹ hiện nay chủ yếu là những người trẻ, hiểu không? Và những người nghèo muốn đi Mỹ, còn những người mà kinh tế trung bình và trung bình khá ở Việt Nam, người ta chẳng người nào muốn đi Mỹ được. Nói cho chúng mày mẹ cái gì cũng đội cái nước khác lên trên đầu. Nhưng bây giờ hiện nay thế giới nó là phẳng rồi, người ta thích sống ở đầu sống và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh người ta sống rồi, hiểu không? Không ạ, à. Em nhìn cái ông nội Văn Tứ này ở Việt Nam chứ phải ở Mỹ đâu anh. Nhìn nó dơ dơ lắm á, cái dạng này dạng đầu đường xó chợ. Bây giờ nói chung thế này nè, nói cái chính xác thế này nè. Đúng ra không nhắc tới con rẻ rách Thị Dương. Con Thị Dương ở Việt Nam nó làm con ca ve. Hay là con Hiền vợ thằng Tùng Lê ở Việt Nam thì làm ca ve. Thì bây giờ sang Mỹ thì trở thành là con Thị Dương trở thành con rửa chén ở trong nhà hàng ở nơi. Còn con kia thì bắt đầu là cạo móng thôi, cạo móng thuê thôi. Được con bạn thằng Tùng Lê ở Pháp hay sao vậy ông chú? Ở Mỹ. Ở Mỹ. Không nghe sao nghe nói là nghe nói là cái con vợ thằng Tùng Lê nó còn lên mấy cái mạng của tụi chống cộng, nó gạ xô hàng để tụi nó cho tiền mà. Tại biết tại bữa sao? Tại bây giờ Cao Hoàng Lan bây giờ, nói bây giờ trong bây giờ trong cái mùa dịch này nè, trong cái mùa dịch này là có chúng nó chịu nhau nọ nên có. Trong cái mùa dịch này là coi như là đâu có vũ neo được đâu, trong mùa dịch đây đâu vũ neo đâu thì lấy gì mà ăn, đúng không? Thì cho nên là phải mà hồi xưa giờ nó thương tinh. Mấy hôm nay thằng Hùng Nân bị mấy thằng kia nó bảo là biển thủ tiền gửi về chia không đều, chúng nó tập trung chúng nó vùi dập mẹ chửi nát mặt mấy ngày hôm nay, thấy có buồn cười quá, mình cứ vào đấy mình khịa. Cái đám tụi nó ô hợp. Em vào đấy em khịa, em bảo đám. Bữa hôm mà em qua nhà Hùng. Sao cho bắp đây, sao cho 20.000 bắp. Hả? Ừ, Hà nói đi. Qua nhà Hoàng Nghĩa em khỉa, có cái thằng dân tộc Việt với thằng Roger Nguyễn á, mình kêu mẹ bọn tao thích qua nhà Mỹ mua nhà, hắn kêu bọn bay qua đây mua nhà ăn welfare, thì mẹ mình qua đó mình đã mua được cái nhà thì cần đéo gì có tiền welfare mà phải ăn. Mấy cái thằng này nó ngu chỗ này nè, nó có nghĩ là người Việt Nam mà qua Mỹ á là như bọn nó. Khi mà người ta qua Mỹ theo luật kinh doanh là tất nhiên người ta đã có tiền người ta mới qua được Mỹ, nó mới cho qua. Đúng rồi. Cái kia phải có tiền. Tiền nhiều mới chứ qua. Không phải là cái đám đua càng với đua chèo. Hiểu nói không? Tại sao người ta qua Mỹ mà thằng Mỹ nó cho qua là tại vì người ta có tiền. Người ta mang vô. Chứng minh được tài chính thôi. Chứng minh tài chính người qua. Người ta mang vô, người ta đóng góp cho nước Mỹ. Không phải. Còn cái bọn đua càng là nó vô nước Mỹ nó ăn bám. Họ qua nước Mỹ họ ăn wifi cũng được thôi, như con Thị Dương ác con nhiều rồi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, chứ đừng nó qua nó cũng ăn wifi chết mẹ luôn, mà hắn nói cao mà mình rất cười. Cái mình đã có tiền mình quá, mình mua cái nhà cả triệu chứ phải chi đâu, triệu đô thì đi nhưng tính tiền Việt bao nhiêu tiền mà đừng mua được cái nhà quá đi, cho nên nó chỉ nói cho những cái người dân ấy mà triệu đô á, quê trong nước không biết thôi. 1 triệu đô nghe thì lớn. Một khi mà muốn thằng mà muốn lãnh tiền trợ cấp xã hội đó là cái người đó là vô tài sản luôn, là không có cái gì hết, trên dân dưới cà tút là mới được ăn cái tiền đó. Thì cũng như mấy bác ba que gì đó thì qua là kê khai là tôi bị cộng sản bắt học tập cải tạo mười mấy năm, bây giờ không có gì hết rồi thôi,
về lãnh vô phe, mỗi tháng tôi cầm cờ tôi đi biểu tình tôi không có doanh thu gì hết, đúng không? Mới lãnh vô phe. Còn mà dân Việt Nam qua mua nhà lãnh vô phe, ủ quá mấy cái thằng này, mấy cái thằng tôi nói mấy đầu đậu hũ, đầu tôm, đầu cứt. Mấy cái đầu có ngu đâu mà nó cho mình qua lãnh vô phe của nó. Mình qua mình có tiền nó đóng góp cho nước Mỹ. Còn mà dân qua Việt Nam chứ. Qua, tụi nó chả hiểu vậy. Mấy thằng đúng rồi. Đậu hũ, đậu tôm, đậu cứt. Mấy cái đầu có ngu đâu mà nó cho mình qua lãnh vô phe của nó. Mình qua mình có tiền phải đóng góp cho nước Mỹ. Còn mấy dân sao nghe thằng Huy nó bảo suốt ngày chửi Mỹ nè, không phải là người ta chửi Mỹ hay không chửi Mỹ, chúng tụi mày ngu lắm, lúc nào chúng mày cũng đội Mỹ lên đầu thì người ta chỉ nói cái mặt trái của nước Mỹ thôi, chứ còn bình thường người ta chửi làm cái gì, mày hiểu chưa? Với con chửi, bò chửi là chửi những thằng cái thằng lưu vong, những thằng lưu vong ngu như tụi bay thôi. Thằng gì Huy này lúc nãy mà anh thằng nào nên chửi nó một tí nữa. Nước Mỹ thôi, thằng nào hay đem nước Mỹ ra so với Việt Nam, phải cái đám chống cộng tụi bay không? Thì bây giờ tụi tao lên tụi tao phản biện luôn, đem nước Mỹ ra trên đầu thì người ta mới nói cái mặt trái của nước Mỹ. Cái gì nước Mỹ cũng tốt, bây giờ tụi tao đem ra là thấy là nước Mỹ không phải là thiên đàng. Nước Mỹ giàu thiệt đó, nhưng mà không phải thiên đàng. Quay qua quay làm homeless tại thiên đàng hả? Cái thằng gì rồi nó giết ngu, cái ông bên Đức, ông ở Đức mà ông quay về ông chửi thề cho đảng cộng sản, đúng không? Mày ngu chết mẹ. Tao là người Việt Nam, tao sống ở Đức mà tao là người Việt Nam, tao phải bảo vệ cái dân tộc, cái đất nước, cái tổ quốc của tao, chứ không phải những cái bọn đu càng như tụi bay, chứ không phải mà những cái bọn mà vô tổ quốc như tụi bay. Mày hiểu tao nói không? Cái bọn không tổ quốc, không quê hương, không tổ tông, không nguồn gốc. Có cái tin là em mới cập nhật mấy ngày nay, hình như là ngày hồi hôm qua hôm kia gì á, bên VOA nó có đăng là hình như ở Mỹ á, nó đang có chính sách là cắt giảm, đuổi bớt cái người người Việt hải ngoại về về nước mình, có không mấy anh? Mấy anh em cái này à, em dạ, đó em đưa lâu mới rồi cách đây mấy hôm. Dạ, sao? thấy tụi cờ vàng ra biểu tình dữ dội lắm, tức tối lắm, nghe có vẻ tức tối lắm, bị trục xuất kỳ này về cố hương thấy đau đầu quá. Nhưng mà Việt Nam mới quan trọng, Việt Nam mình không nhận. Cái quan trọng là không nhận thì đâu ủng hộ đâu. Ngày xưa đâu ủng hộ đâu mà nhờ anh em cờ đỏ lên tiếng nó mới bảo vệ, nó mới nhục quá rồi mới cảm thấy là những người trong nước họ nói đúng, thôi mình phải giờ phải ra ủng hộ người này. Chứ trước nó đâu có đâu, trước nó cũng mới đuổi về bớt mà. Bạn nói là cái bọn này là bọn chó. Chó đằng có đàn, cái bọn này nó là chó, không phải là chó nữa. Cái bọn này là bây giờ phải nói thí dụ nào, bây giờ nó bảo rằng Việt Nam không có nhân quyền, chính cái nước Đức này, cái chính quyền của Mỹ mới không có, mà cái chính cái chế độ của ông Trump mới không có nhân quyền. Tại vì sao? Tại vì khi người ta đã chạy trốn chế độ cộng sản rồi, và bây giờ mình nói một câu thực tế, bây giờ người ta chạy trốn chế độ cộng sản rồi, mà bây giờ anh trục xuất, người ta đã sống ở nước Mỹ, hay là trong cái số mà bị trục xuất về là đa số là con em lai không à? Là vì nguồn gốc của ta gì là cha của người ta là dân Mỹ, thì tất nhiên người ta phải được quyền hưởng cái vấn đề đó. Mà bây giờ người ta có phạm tội đi chăng nữa thì tất nhiên khi người ta ra tù, người ta vẫn được cái quyền công dân đó. Nhưng mà ngược lại anh trục xuất người ta về thì tất nhiên là anh vi phạm về nhân quyền. Anh hiểu tôi nói không? Và có những người đi qua bên nước Mỹ là lấy chồng sanh con ở đó rồi, mà anh trục xuất người ta về là anh là vi phạm về vấn đề nhân quyền nữa. Nhưng mà tụi nó nói. Cái này nó còn là đạo đức nữa. Cái chính sách này hình như là ông Trung. Bây giờ mình không nói về đạo đức thì mình. Bây giờ mình không nói về đạo đức mà mình nói là đây là vi phạm về nhân quyền. Đúng không? Nhưng mà bọn này nó đâu có dám biểu tình đâu, biểu tình thằng Trung nó đuổi về tiếp làm sao đâu dám đâu. Nó đâu có dám, Trung là ông có nội nó. Cái bọn này là bọn ngu học. Nó chả hiểu biết gì, miệng nó nói là dân chủ nhân quyền mà chả nó chả hiểu biết là dân chủ nhân quyền là cái gì. Đúng không? Bây giờ nói về dân chủ nhân quyền, tại sao khi mà bây giờ Trung á, khi mà thất cử tổng thống rồi là phải ra lệnh cho những cái nhân viên mà trong đảng dân chủ là phải đứng lên phải là lật đổ cái bầu cử này này kia, mà những người không làm theo Trung á, là Trung tuyết ra đuổi mày. Vậy thì có dân chủ không? Có dân chủ không? Có tự do ngôn luận không? Đúng không?
bây giờ mình nói câu bây giờ cái đó cho con thế hệ trẻ con thế hệ trẻ con em của cái đám cờ vàng chúng nó bảo rằng cộng sản này kia, nhưng mà tại sao đi vào những cái kho sách, những cái thư viện của Mỹ, sách Mỹ không biết ra đây, tại sao họ vẫn ca tụng cái người cộng sản mà họ coi cái đám gọi là bao bê Việt Nam Hòa là cái đám tay sai nô lệ, mà cái đám này là làm nhục nhất cho cái dân tộc Mỹ, cho nước Mỹ, đúng không? Vậy mà không biết thân biết mấy thằng nó ủng hộ Trump ấy, mấy thằng nó ủng hộ Trump ấy, nó bảo là ông Biden ấy, là ông ấy là có tư tưởng cộng sản, với lại ông ấy gian lận. Thế xong mấy hỏi lại nói bảo là ủa thế sao nước Mỹ cũng có gian lận bầu cử luôn hả? Nếu mà thằng Mỹ mà gian lận bầu cử mà theo như chúng mày nói như thế thì đến vài bữa nữa mà ông Trump ông ấy thua thật nhá, ông Biden ông lên thật đấy, tức là luật pháp nước Mỹ là mẹ vứt sọt rác đối với chúng mày. Chúng mày bảo nó, ông ấy gian lận mà ông gian lận mà ông làm tới tổng thống nước Mỹ luôn thì lúc đấy thì đúng là chúng mày coi thường luật pháp nước Mỹ rồi, chúng mày lúc nào cũng đề cao mà nói nó như vậy. Nói chung nếu mà nói mà ông Biden theo cộng sản thì những cái người bầu cho ông Biden cũng là cộng sản đúng không ạ? Nước Mỹ giờ đa số cộng sản hết rồi chiếm đa số khả năng, nếu mà ông Biden lên chết rồi khả năng nghĩ là ông Biden lãnh đạo nước Mỹ là theo cộng sản hết rồi. À, sau này là cộng hòa sau chủ nghĩa Mỹ chứ không phải là hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thì em nó bảo thế đó, nó bảo ông Biden bài đàn đổ tên ta. Để trả lời cho cái thằng Phạm Đăng Huy cái sự mà ngu học của nó, mà ngu về lịch sử, dốt về chính trị. À, Việt Nam Cộng Hòa độc lập 20 năm. Ê trời ơi, độc lập bảo vệ, tại sao có bao nhiêu ngàn binh lính của Mỹ chết ở trại là Việt Nam? À, nước khác nữa chứ. Tại sao lại có bao nhiêu là 58.000? Mình nói là 58.000 con em của người Mỹ chết ở tại Việt Nam. À, tụi nó nói là về Việt Nam. Tại sao mà khi mà hiệp định Paris ký á, độc lập khi mà hiệp định Paris ký mà tại sao Nguyễn Văn Thiệu không nói chuyện với là miền Nam Việt Nam mà để cho thằng Mỹ nó nói chuyện với là mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam thì nó nói chuyện Bắc Việt. À, con có mấy cái này, con mà khách tới nhà nói chuyện này, con này được tham gia và nói neo nên nó chả tát chết này, chú nói như thế. Việt Nam Cộng Hòa trung thành. Có mấy cái chứng minh là anh Phú với lại mà bạn mới nói. Thứ nhất là ông Thiệu nói là nếu mà Mỹ viện trợ tới đâu thì chúng ta đánh tới đó, đúng không? Có cái câu đó không, nhớ không? Có nghĩa là có phải là tay sai không? Cái Mỹ nó cho là mình lập ra một câu nè, khi mà ông Thiệu từ chức ông lên, mình lập là mình là người chứng nhân sống trong Việt Nam, và khi mà ông Thiệu từ chức ông lên ông khóc, nước mắt đâu, tôi là tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin tuyên bố, tôi xin từ chức, tại vì nghĩ nó bỏ rơi chúng ta, đồng minh nó bỏ rơi chúng ta, đã bị cộng sản nó xua quân là lấy miền Nam Việt Nam chúng ta, nó bỏ rơi chúng ta, đó nhục chưa, nhục còn, chưa, còn đập nữa. Ở đâu? Còn một câu còn cái vế sau nữa, ông nói là tôi từ chức gì ta tổng thống nhưng mà tôi vẫn còn là một quân nhân, đóng góp một tay súng, vẫn một quân ở đây chiến đấu với anh em, nhưng mà mấy ngày sau là chốt chạy là phải kêu gọi Mỹ nó bảo vệ. Không, nhưng mà nếu mà lên máy bay thì được vinh dự, cái này là phải nhờ Mỹ mới nhờ xây ra, mày bảo vệ giùm tao, không bọn tướng tá Việt Nam qua nó bắn tao chết, nhục chưa, không lập tự do đâu. Chẳng có cái chức tổng thống nào mà nó rẻ như thời điểm đó nhỉ, không ai tranh làm luôn, ai cũng sợ. Y như là thị trưởng của cái thành phố ma túy ở Mexico nhỉ, chẳng ai muốn làm. À đâu, trưởng cảnh sát chứ, cảnh sát trưởng của cái thành phố gì mà nhiều ma túy. Tổng thống không ai muốn làm luôn thời khắc đó. Còn nói thêm về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nó có một cái nữa. À, nó rêu rao là nó một cái đó là quốc gia đúng không ạ? Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, tụi nó hay nói vậy. Nhưng mà các bạn thấy đó, bất kỳ một cái quốc gia nào khi được thành lập thì đều có tuyên ngôn độc lập để nói cho thế giới biết rằng đây là một quốc gia độc lập, ra đời vào thời điểm nào, đúng không? Nước Mỹ có tuyên ngôn độc lập nước Mỹ, nước Pháp có tuyên ngôn độc lập nước Pháp, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có tuyên ngôn độc lập
ngày 2 tháng 9 năm 1945. Còn Việt Nam Cộng Hòa tuyên ngôn độc lập đâu? Không thấy. Có bản, cái bản tuyên ngôn của ông Diệm này là Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi độc lập với sự cai trị của nước Mỹ, của nước Pháp. Độc lập. Độc lập mà phải được cai trị mới chịu. Với sự bảo hộ của nước Pháp, với sự cai trị của nước Mỹ.